thiệt hại nặng nề trên nhiều tiểu bang Hoa Kỳ khi cơn lốc xoáy đi qua. Thưa quý vị, tin từ Arkansas. Tiểu bang Arkansas bị thiệt hại nặng nề khi trận cuồng phong thổi tới, khiến ít nhất 10 người thiệt mạng tại trung tâm quận Faulkner và tại 4 địa điểm khác trên toàn tiểu bang. Tại Iowa, một người chết tại trang trại ở quận Kilcook. Tại Oklahoma, có ít nhất là một nạn nhân tử vong tại thị trấn Quapaw. Tại Kansas, 70 ngôi nhà, 25 cơ sở thương mại bị phá hủy, 34 người bị thương. Cảnh báo cho biết cơn lốc xoáy đang tràn sang Arkansas, Tennessee và Mississippi. Nhân viên cứu hộ vội vã tìm kiếm những người sống sót trong đống đổ nát hoàn toàn của những căn nhà bị cuồng phong phá sập tại miền Trung Nam của Hoa Kỳ.